thay vì nguyên răng 90 độ và đường cắt là 45 thì nguyên có thể hạ xuống, chúng ta có thể hạ xuống này. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là càng hạ xuống thì thấy đường cắt này nó lại càng bằng, đúng không? Thì bây giờ thay vì là răng thấp và đường cắt sẽ ngoài thì mình sẽ răng cao lên để cái đường cắt này nó vuông. Thì công thức tính như sau, đó là lấy góc răng cộng cho cái đường cắt. Đây là cái công thức để sau này mình phân tích người khác cắt nhé, cộng cho đường cắt thì nó sẽ bằng tổng. Sau đó là chúng ta sẽ lấy tổng trừ cho đường cắt mong muốn. Ví dụ đường cắt mong muốn của chúng ta là đường cắt vuông, đúng không ạ? Là đường cắt 90. Đường cắt mong muốn của chúng ta là đường cắt 90 thì nó sẽ bằng là góc cần dâng. Ví dụ như này, bây giờ lên trên mạng là thấy người ta là dâng 45 độ ra đầu và đường cắt là đường cắt bao nhiêu? Đường cắt 135 đi. Đường cắt 135. Vậy thì chúng ta sẽ ghép công thức vào này. Đây là góc dâng là 45 và đường cắt ở đây là 135 thì nó sẽ bằng tổng bao nhiêu ạ? 180. 180 đây là tổng 180 trừ đi góc gì ạ? Đường cắt mong muốn. Đường cắt mong muốn của mình là đường cắt 90 thì nó sẽ bằng góc cần phải dâng, đó là bao nhiêu ạ? 180 trừ 90 thì bằng 90. Có nghĩa là thay vì mình dâng thấp xuống 45 độ và đường cắt xéo 135 thì mình sẽ dâng 90 và đường cắt 90 là xong. Thay vì là dâng thấp và đường cắt xéo ngoài, tức là mình sẽ dâng lên cao lên và đường cắt là nó vuông. Đúng không? Thì đây là công thức để chúng ta tính, hoặc là công thức để chúng ta phân tích khi mà mình xem một cái video của ai đó, hoặc là sau này mình đi học đâu mình có thể phân tích được, đúng không? Thay vì là dâng xuống như này và đường cắt xéo thì rất là khó. Thì là dâng cao lên và đường cắt nó vuông.